Còn theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng đầu năm nay thì Việt Nam đã chi hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu trái cây. Nếu so với năm ngoái là 1,87 tỷ đô la Mỹ thì có thể thấy là nhu cầu trái cây nhập khẩu của năm nay đã giảm khoảng 6%. Và điều đặc biệt đó là bởi những con số này cho thấy xu hướng ngược lại so với những năm trước. Bên cạnh yếu tố sức mua của thị trường thì theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam đang có sự chuyển biến về chất lượng của trái cây nội địa khi mà nông dân và doanh nghiệp đang cho thấy hướng đầu tư bài bản hơn để phát triển thị trường trong nước. Những diện tích của hợp tác xã Bưởi Năm Roi Da Xanh Kế Thành đang áp dụng quy trình sản xuất theo chuẩn Việt Gáp. Các xã viên đều tuân thủ nghiêm ngặt những hướng dẫn từ ngành nông nghiệp để tạo đầu ra thuận lợi hơn tại cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Khâu quan trọng nhất là cái khâu an toàn thực phẩm. Mình sản xuất ra, mình đừng nghĩ mình bán cho người ta ăn đi, không đâu. Mình chủ nhà, chủ vườn, mình đi mình ăn trước người ta. Nếu không an toàn là mình chết trước. Chúng ta có một cái sự liên kết nhất định giữa doanh nghiệp và người nông dân, đặc biệt ở đây là cái hợp tác xã. Làm sao hai cái nhà này là gắn kết nhau và cùng nhau xây dựng cái mối liên kết này được tốt hơn. Tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu của người tiêu dùng với trái cây trong nước đã thay đổi trong thời gian qua. Từng một thời chuộng trái cây Thái Lan với giá cả tương đương, người tiêu dùng trong nước đã quan tâm nhiều hơn đến hàng nội địa. Ai mua đồ cũng vậy chứ, thích đồ Việt Nam mình, Thái Lan thì cũng có ít lắm. Nên người ta chỉ thích trái cây miền Tây của mình thôi. Miền Tây của mình thôi là nhiều. Đa số là vậy, chẳng hạn như mua măng cục, người ta hỏi măng cục này đâu, nói ở miền Tây là cái người ta ok liền. Tính tới tháng 11 năm 2023 thì chúng ta xuất được khoảng gần 5 tỷ 2, trong khi nhập khẩu chúng ta mới 1 tỷ 6, tức là nó chênh lệch nhau khoảng 3 tỷ rưỡi. Điều đó nó nói là chất lượng hàng rau quả của Việt Nam ngày càng tốt và chiếm được cái lòng tin của người tiêu dùng. Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong nhóm 10 thị trường trái cây nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, có đến 8 thị trường ghi nhận mức giảm từ 4 đến 20%. Nhìn nhận về xu hướng tiêu dùng trong thời gian tới, nhiều doanh nghiệp cho rằng người tiêu dùng đang sẵn sàng ủng hộ trái cây nội địa nếu đảm bảo các yếu tố chứng nhận chất lượng, vì thị trường 100 triệu dân trong nước rất đáng để đầu tư.